Tuyệt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm cho những con khô cái độ mặn không còn nữa. Và khi mình chiên lên, khô rất là thơm ngon, mềm, không có bị tanh. Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Tuyệt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây mình có hai con khô lù đù. Anh chị em mình không nhất thiết là khô nào nha. Khô nào mình làm nó cũng đều được hết. Mình làm cách này, mình chiên khô như là mình chiên cá vậy đó, rất là ngon. Mình sẽ cho 1 lít nước vô trong cái nồi này. Anh chị em mình sử dụng nước ấm á, thì nó càng tốt hơn nữa. Tiếp theo, mình sẽ cho vô đây 1 muỗng cà phê muối. Mình múc 1 muỗng vuông như vậy nè, tương đương khoảng 10 gram. Tức là tỷ lệ 10 gram trên 1 lít nước. Trong nguyên tắc nấu ăn, đường thì vô, muối thì ra. Mình muốn cái độ mặn nó đẩy ra bên ngoài. Mình cho vào nước một tí xíu muối. Khi mình ngâm thì cái lượng muối trong cái con khô nó sẽ được đẩy ra bên ngoài. Để những con khô của mình khi chiên nó thơm, nó không có bị hôi, mình sẽ sử dụng một ít bột gạo hoặc là bột mì, bột năng cũng đều được. Mình sẽ múc 1 muỗng canh bột gạo. Mình múc 1 muỗng lưng thôi. Nếu mình không sơ chế theo cách này thì khi mình chiên lên cái con khô nó không có được thơm và nó có một cái mùi hôi hôi tanh tanh của cái mùi khô. Anh chị mình múc 1 miếng nước, mình khuấy lên, khuấy cho phần bột này nó tan ra hết luôn. Khi mình ngâm khô trong bột gạo, cái bột gạo nó sẽ làm cho sạch con khô và những cái mùi hôi trong con khô nó sẽ được bột gạo đẩy ra bên ngoài. Cũng như khi mình chiên con khô, cái độ mềm của con khô nó sẽ được tăng cao hơn. Nếu mà anh chị em mình vo gạo nấu cơm, mình lấy cái nước vo gạo rồi mình ngâm khô, nó cũng rất là hiệu quả nha. Thì nó cũng tương tự như là bột gạo vậy. Giờ mình sẽ ngâm cái khô này khoảng 20 phút rồi mình sẽ vớt ra. Khô ở đây mình ngâm được 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt khô ra. Cô chú anh chị mình sơ chế khô theo cách này. Khi mình chiên con khô lên, con khô nó vàng ươm luôn mà nó rất là thơm. Nếu anh chị mình không sử dụng bột gạo cũng như là nước vo gạo thì mình thế vô là cái nước trà. Nước trà mình pha uống nước trà nó khử mùi hôi cũng rất là hiệu quả. Mình rửa con khô thêm 1-2 lần nước nữa để cho con khô nó sạch luôn. Con khô mình rửa sạch rồi anh chị mình để cho nó ráo, hoặc là mình dùng một cái giấy thấm dầu nè như Việt Nguyễn đang sử dụng mình lau con khô cho nó ráo hết nước. Nó còn đọng nước lại trong con khô khi mình chiên, sợ bị dăng dầu. Có một miếng giấy thấm dầu mà để luôn hai con khô đâu có lau được đâu. Phải chia ra làm hai lần để lau thôi, chứ lau một lần đâu có được. Giờ mình cho ít dầu vô chảo mình chiên khô. Cho thêm vài củ tỏi mình đập dập mình cho vô dầu nè. Khi mình chiên lên con khô nó rất là thơm. Cái củ tỏi mình đập dập thôi. Lát nữa cái tỏi nó vàng rồi mình lấy ra. Mình muốn dùng nó cũng sẽ dễ hơn. Mới cho vô thôi mà nó quá chừng là thơm luôn. Những lúc thời tiết giao mùa như vậy, cô chú anh chị mình chiên khô ăn với cơm nóng nữa, ta nói nó ngon kể gì nói. Mấy củ tỏi mình trở mặt cho nó vàng đều rồi mình lấy ra. Các anh chị mình ăn cái tỏi chiên này nè cũng rất là ngon. Thay vì lúc đầu cho nhiều tỏi vô một chút, mình kẹp chung với khô mình ăn nó cũng ngon nữa. Mà lúc đầu cho ít quá, giờ tiếc. Hai con khô chiên lên, cái thịt ở bên trên nè, nó nứt ra luôn. Mà nó quá chừng là thơm luôn.
Khô chiên chín rồi. Việt Nguyễn mời cô chú cùng anh chị em mình dùng cái món khô chiên với Việt Nguyễn nha. Thịt mình dẻ ra nè, nó rất là mềm luôn, mà con khô rất là thơm. Việt Nguyễn đứng đây nè, mà nó thơm quá chừng luôn. Rất là vừa ăn, không có bị mặn. Da thì giòn, mà ở bên trong thịt á, thì mềm. Và video Việt Nguyễn chia sẻ hôm nay đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.